Vâng, xin kính chào anh em. Clip này mình sẽ làm với cây AWM Platinum Blue, phần thưởng đấu rank đấy, từ mùa thứ 3 hay sao nhỉ? Và sắp đến mùa thứ 4 sẽ là M200 chế tác Platinum đó. Nó có bên kia có vẻ là chạy đâu hết đấy nhỉ? À, rồi ôi, quay tay ở nhà. Vẫn còn hầm ấy, cửa B ấy. Đấy, sniper đấy. Quất luôn. Ôi dồi ôi. Bình tĩnh, anh em hết sức bình tĩnh. Cái này thì rất là đẹp, bây giờ cũng khá là hiếm nữa. Rất là đẹp, ít bạn còn. Và bộ này thì mình thấy rất ok, từ cây AWM đến cây AK47 hoặc là M4M1. Mạnh, rất là mạnh và bắn rất là chắc. Nó có thanh niên bay từ cầu này ra đây. Có ra không nữa. Đứng bên này. Ra không. Thanh niên kia chạy qua A hay sao? Ở cầu. Vâng, hai hôm qua thì mình bận đưa bạn gái đi khám thai nên là không ra clip cho anh em coi được. Đùa thôi chứ thực ra mình đang chuẩn bị cho studio mới bên vivn.com. Là sắp tới sẽ mình sẽ stream bên đó luôn và chuyển qua đó luôn. Phòng thì phòng mới cũng có, máy mới cũng có luôn. Đấy, tất cả các thứ đều mới cả. Và mình sẽ và một khoản mới đó là review những cái sản phẩm công nghệ, ví dụ như là về mảng gaming này, PC, bàn phím chuột, rồi tai nghe, tất cả thứ liên quan đến game thủ hoặc là nói chung là về công nghệ đi, đa số là về máy tính hết bằng PC gaming. Đấy, anh em hãy subscribe kênh mình mới lập nhá. Và mình chưa up video nào cả vì hiện tại đang chuẩn bị studio mới, còn chưa hoàn thiện nữa cơ. Còn chuẩn bị máy quay này, phông này, nhà các cửa nữa. Ui ôi, mày hổ báo nhỉ. Còn đấy, ra, đuổi nhanh lên bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, ôi trời, mãi không thấy. Khẩu này tâm ngắm rất là đẹp nha. Có lẽ là khẩu này tâm ngắm rất là khác với cái dòng AWM. Và lục thì mình chưa có lục xanh, nên là thôi cứ chơi kiểu chưa có lục Blue Diamond ấy. Thôi quất luôn cái sẻng xanh. Đồ này thì cũng khá là khó ghép xét, bởi vì đồ xanh bây giờ cũng khá là ít. Đấy. Thôi cái quất lục ghê vì chạy đâu hết đấy. À, cầu A này đây này. Nó không chịu ra cơ. Đây này, ui. Hết cả hồ nè. Đấy, như em thấy cây này mình cũng thấy cái tầm ngắm nhìn như cây AWM Ghetto hay sao. Có vẻ ná ná như vậy. Quế A ấy. Gần quế A. Yếu quá nhỉ. Mình đẩy thắng nãy giờ luôn. Ui rồi, vậy bay như bay cóc vậy. Kè chả thấy ai cả. Đẹp top hack. Nói như cái câu đáng lòng như thế. Vậy cả kêu mình hack ấy. Ngu dí. Còn đến tâm ngắm rất là đẹp nha. Màu xanh, xanh lục bích, xanh nước biển ấy. Ngọc bích. Ngắm thì ngắm xanh ngọc bích, còn tất cả thì nước biển hết. Rất đẹp. Chế tác sắp tới thì thấy ok đấy. Lên. Ui, chết rồi bạn ơi. Khổ chưa nạ. Trước mặt mình cả đàn. Nó quay tay tập thể này. Chỗ này là cái chỗ mà UNESCO công nhận là. Cái này ngắm mà. Kê. Chất luôn. Ôi. Mình khô lắm. Có trên đầu mình ấy. Ngồi. À, ở dưới đây đúng không? Ngồi. Ngồi. Lòi xịp. Lộ hàng rồi. Con này lộ hàng. Đi cung vậy thằng này. Này. Đấy. Khá ngon. Con này thì cũng hơi nặng một tí, cho nên đầu đơn là cũng không ok cho lắm. Nhưng mà được cái rất là chuẩn, khá là chuẩn, mình thấy bắn snap tốt. Nó chẳng đồ hai càng hơi nặng một tí thôi. Cho nên là nên chơi đặt bom, chơi đầu đơn nó không được linh động lắm. Đầu đơn là cứ chơi tác với cả AWM USS thì quất thôi. Ai không có VIP thì thế. Có đinh cũng vậy. Vãi lều thằng này rỉa, một thằng rỉa một thằng chạy. Lại bỏ nhau giữa dòng đời thế. Nhưng mình đi map thôi. Đâu ấy nhỉ? Đây có này. Có hàng này. Ui. Uầy. Định chém mình á. Ui giời, lục VIP đấy. Ui định quay ngược. Ui chọc đi. Ui sợ đầu này nó chặn. À. Cái địch. Báo thật ý. Nhanh thế. Chết một mạng hơi ngu.
quả đấy mình móc cửa B cơ, đi thì ok hơn. Đấy, lúc nãy mình đã nói mình các bạn vô channel mình nhá. Ở chỗ đầu tiên mình đã đẩy lên một cái channel tên là Gear VN. Các bạn ấn đăng ký rồi nhá. Hiện tại chưa có video nào đâu, nhưng mà trong tuần này thì sẽ có video test thử nghiệm anh em coi. Về tất cả mảng VC gaming. Đấy, có rất là nhiều điều thú vị chờ các bạn ấy. Và như mọi người thì hôm trước mình đã hứa thì có những cái clip gọi là giao lưu hay là tư vấn những cấu hình đời máy cho anh em xem phù hợp với tầm tiền nào các bạn, thì các bạn cứ comment ở những cái video mình sắp tới làm thì sẽ có người giải đáp bạn luôn, hoặc có thể là video live trực tiếp luôn. Đấy, ví dụ như bạn chọn tầm giá từ 15 triệu đến 20 triệu này, hoặc từ 20 triệu đến 25, hoặc là từ 30 đến 50 triệu. Với cấu hình của chơi CS đột kích thì cũng chỉ tầm từ 20 đến 30 triệu là quá là mắc, quá khủng rồi. Cần cạp cấu hình dưới GTX 1080 xuống dưới là quá tuyệt vời, quá mạnh rồi. Chứ ở bên tay trái kia, chứ GTX 1080 thì nó mạnh hơn 1060 gấp đôi, nhưng mà thực sự là chơi CS thì quá thừa, nó không thể nào mà lên hơn được nữa đâu. Và những vấn đề này thì mình đang học rất là nhiều, đang hiểu biết khá là ít. Tuy nhiên thì mình sẽ có những cái bài review cho anh em xem sao nó gần gũi với bạn nhất. Đấy, nói chung là dành cho game thủ thôi. Anh em hãy đón nhận nhá, ở channel mới. Hiện tại thì chưa có đăng ký nào đâu, anh em cứ đăng ký sẵn đi. Ê, mình rất mong trong cái năm này thì channel này sẽ đạt ngưỡng rất là cao, và mình sẽ cố gắng làm cho nó chuyên nghiệp hơn. Đấy, vừa vãi thanh niên này trồn tí, cứ tưởng chat là cứ mượn nick cơ, mình cũng chả biết ai lại ai đâu. Ê, rồi một thanh niên nào chết nặng bỏ mẹ ấy, liều mình thật. Tót luôn thanh niên dỗi của năm, có lẽ là chả ai dám lên nữa đâu. Rồi chắc xong ván này mình qua phòng khác thôi, bên team bạn nó yếu quá, thắng sạch luôn. Biết nên làm cây tiếp theo hay là cây này nhỉ? Có lẽ là hai cây sniper cùng lúc nhỉ, các bạn thích không? Hầm ý, hầm ok luôn, hầm nó luôn, cho nó hầm xương từ thịt của nó. Uầy, yếu rồi mẹ ơi. Nhưng mình lại chơi lúc thôi, nó tưởng mình chạy về nhà cho con. Để ra đấy, ra cầu này. Ơi tuyệt vời. Rồi chắc qua phòng khác thôi, tìm kia yếu quá. Ui, rồi tiếp tục thôi, vẫn là em Venus quen thuộc, vẫn là lạc trôi, và mình sẽ chơi ở đặt bom chạm phát sóng với cây F-Prime Freezing. Tuyệt vời. Và hôm nay mình chơi đá luôn, nó ngon. Cầm cây này đá cực kỳ là sướng luôn. Cái này thì bữa trước có vẫn khá là ngon, nhưng mà bị fix hay sao ấy, mình thấy tốc độ nó vẻ chậm hơn, cho nên là chuyển qua cây này đá cũng rất là khủng khiếp. Đồ F-Prime mình đá rất là thích tay. Mình cũng ít chơi đá nên là nếu bạn mà trong phòng mà khó chịu cũng thông cảm, bởi vì thỉnh thoảng mới gặp mình thôi. Cái này rất là đẹp, Freezing là băng giá đấy. Cái này đi với combo cái gì nhỉ, cái khẩu kia là PMR Gammo PMR 30 chứ. Đấy, tâm ngắm thì nhìn hai cây này cũng rất là giống nhau, AWM đầu ranh với cả khẩu này rất là giống nhau, chạy đâu hết đấy. Vâng, và hôm nay mình chơi cây này thì ván này chơi vài ván thôi, hai khẩu sniper đấy. Còn này đá thôi rồi, rất là nhanh. Cách quay thì nhìn rất là khá là lạ nhá, rất là ít khẩu có kiểu cách quay như thế này. Ôi đệt, chỉ có F-Prime Freezing với cả khẩu nào cách quay này nhỉ, cứ động tác như quay tay hầu như được chỗ cây này thôi, nhìn rất là lạ. Còn này snap khó đấy, mới tập thì hơi khó snap đấy. Còn này chủ yếu bắn kiểu như liên thanh ấy, bây giờ tốc độ phải chậm hơn rồi. À mày thích Venus Spencio không, một phát đá thì rất hàm luôn. Rồi ngon, mình cũng chơi thủ thôi, quay tay cần chữa. Con này cũng khá là lạ, rất là ít bạn quay, nói chung cũng thuộc cả hai khẩu sniper cũng khá hiếm đấy. Ở đây có hàng lên này bay. Úi dồi ôi, tiếp luôn.
mày mày, ui trời ơi, nó sắp chết rồi kìa, trúng chân, Ninh Cương mệnh nó lên. Nào đá một phát là nhớ nhau cả đời này. Ai đệt, mình vẫn chạy cối tiếp đây, cứ đá tiếp nào, vào đây vào đây vào đây, đá trưởng không ra, lại còn chơi mù nữa, điều thế. Làn sương khói phôi phai. Uầy mờ thanh niên. Bãi liều. Thôi chạy thôi. Không nên chạy cuối bọn này. Quất lại lỗ thôi. Ra đây ông vả rất thảm. Tuy nhiên thì có vẻ không ra đâu. Cả hai bên đều đánh khá là chậm. Mình bắn cứ từ từ thôi. Việc gì phải hổ báo cáo trồn nào. Thiệt thân lắm. Rồi giờ mới ló cái đầu ra nè. Rồi ép nhà nó luôn. Nãy gì vết bẩn còn một thanh niên như mày. Còn HL nha. Đây đấy. HL. Ui 94cc kìa. Đậu xanh. Không biết trúng đâu. Có vẻ là một clip mà làm hai khẩu sniper này, không biết anh em coi nó có đỡ chán hơn không nhỉ? Kiểu như mình làm mấy cây nó tương đồng ấy. Hai cây này cầm mồm cùng cái. Hai cây này thì cái tâm ngắm thì nó ná ná nhau. Ui ôi. Nó rỉa sắp chết luôn. Mày đó, ôi ôi, cũng ném bom như thật ấy. Có vẻ là hai team đẩy nhiệt rồi đấy. 88 ở đây. Khẩu này nhìn nó cũng hơi cục xúc nhỉ. Nhìn thiết kế nó không được tinh tế lắm. Nhìn cứ đóng theo khối tới khối thôi. Như là kiểu khẩu súng đóng băng. Ừ. Vậy con này béo thêm này, bị mắc kẹt luôn này. Thiên nhiên NH tiến. Không biết là Skyline Red Dragon hay khẩu gì nữa. Khi nào mình mất trinh thì mình tắt clip luôn nhá. Mong sao chết sớm đấy. Ô, HL. Con khốn nạn này nó lên HL đấy. Đây, trên đầu mình này đây. Cái thằng ác ôn này nó hấp diêm đồng đội, ui hai thằng luôn. Đại trưởng thế. Rồi giờ biết bị đeo đâu. Chết rồi. Còn thanh niên nữa thôi. Còn này chắc ít bạn chơi nhỉ. Mình thấy đấu đơn rất là ít. Phòng nào cũng ít luôn. Ở đây đấy. Ôi trời ạ, tiếp thế. Đáng không để ý biết nó bay từ đâu xuống. Chùi như thật ý. Đây vừa rồi không đá, snap luôn. Không biết là snap hay quick cop nữa. Quick zoom, thử bắn bừa đi. Miễn chết người là được. Khẩu này thì ưu điểm đạn rất là nhiều. Mà nhược điểm hơi khó làm quen thôi. Nhưng mà các bạn chơi một thời gian là quen. À, FRF2 mình thấy một dòng súng rất tuyệt vời luôn. Kể cả khẩu bình thường ấy, của FRF2 từ thời Nguyên Thủy ấy, rất là đẹp, khẩu đấy cổ điển thôi rồi. Con đấy mà con Blade ấy, nhân vật Blade bên BL mà cầm thì quá đẹp luôn rồi. Con nhân vật Fox ấy. Chết đầu hết rồi. Đến cái đời FRF2 Halloween cũng đẹp, nhưng mà cũng khá là to. FRF2 cũng khá ít. Phiên bản vùng đường đá hồi hàng lắm. Mùi nó bay ra tận đây. Toàn là mắm tôm thôi. Qua đâu bây giờ? Đi về đâu? Về đâu cũng là thế mà. Quất ở giữa mít thôi. Có ai ra dám đâu. Ui dồi ôi. Đá cho sấp mặt lờ bây giờ. Con này đấu đơn đá rất là khó chịu nhá. Ôi nãy giờ mà chưa chết luôn này. 70. Khi nào chết tắt clip luôn. Đi ngủ. Rồi bắt đi ngủ. Uầy. Bê đâu. Rồi xong. Ui chóng mặt. Bên nào đây. Mày chết. Cái để. Vào đây. Đấy. Thế thì mình ke ở đây. Làm gì được nhau nào.
hồi hộp quá. Bạn có hai sự trợ giúp 50-50, hỏi ý kiến cho người thân và hoặc là dừng cuộc chơi đấy. Ui ôi. Ba sự trợ giúp. À mày chết. Em xin sự trợ giúp của khán giả trong trường quay. Không biết là thanh niên này ở đâu. Chắc là ở B đấy. Hoặc là trẻ con mít. Mình cùng bệnh đâu hết rồi. Nhòm nhòm A coi nào. B1 chưa. Trái tim em và dòng màu nâu. Ui, cay địch, vẽ trưởng ạ. Thôi hẹn gặp lại em ở những clip tiếp theo nhé. Mất trình mất rồi. Bye bye mọi người nhé.